Bởi vì giả hạ. Vì sao như vậy? Vì dự dẫn chứng lời Đức Phật, tất cả pháp không tách rời tự tánh. Tất cả pháp thế xuất thế gian từ đâu mà có? Là do tâm ta biến hiện ra. Tâm có thể hiện, có thể biến này, mọi người đều có. Phải biết điều này. Chân tâm chỉ có một, vọng tâm cũng chỉ có một. Chân tâm vĩnh hằng bất biến, vọng tâm từ một biến ra thành vô lượng. Đó là nói vọng tâm. Đạo giáo nói một sanh hai, hai sanh ba, ba sanh vạn vật. Đây là gì? Là thức biến. Thức là gì? Là phân biệt chấp trước. Phân biệt chấp trước vô lượng vô biên. Cho nên xử lý nhân quả vô lượng vô biên. Nhiều đến mấy, Đức Phật dùng một câu là nói tận cùng. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tất cả pháp hữu vi như mộng huyền bào ảnh. Nó không phải thật, toàn là giả. Quý vị coi giả thành thật, đó là nguyên nhân của mọi đau khổ. Phải biết điều này, mấu chốt ở chỗ giác và mê. Toàn là giả, không có gì là thật cả. Thật là gì? Là vĩnh hằng bất biến. Đó là tự tánh. Trong cõi thật báo nhìn thấy, cõi thật báo y chánh trang nghiêm, vĩnh viễn bất biến. Cho nên nó làm nhất chân pháp giới. Trong mười pháp giới thiên biến vạn hóa, đến Phật thuyết pháp, Đức Phật dùng một âm thuyết pháp, chúng sanh tùy loại đều được giảng. Quý vị xem kinh điển giống nhau bày ra trước mắt. Chúng ta có 100 người học tập ở đây, mỗi người học tập giải thích tư tưởng đều không giống nhau. Chứng rằng mỗi người đều có lý giải riêng. Vì sao vậy? Vì họ chưa kiến tánh. Kiến tánh sẽ nhất trí. Nhất trí là lý giải bằng cách nào? Nhất trí là không được giải. Chỉ cần có giải là không nhất trí. Chỗ không giải được sẽ nhất trí. Cần phải biết điều này. Pháp của Phật từ trong tự tánh hiện lộ ra. Tự tánh là không là một pháp nào. Chúng sanh hỏi Phật, Đức Phật giảng dạy, giải đáp, diễn thuyết cho quý vị. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đưa ra một ví dụ, ví dụ rất hay. Ví dụ cái trống, quý vị mỗi người đều đánh. Quý vị đánh trống tức giống như hỏi ngài, Đức Phật ví như cái trống. Chúng ta là phàm phu, chúng ta đánh nó, cầm dùi đến đánh nó. Quý vị đánh nó liền phát ra âm thanh. Tôi đánh nó phản ứng với tôi, quý vị đánh nó ứng với quý vị, anh ta đánh nó ứng với anh ta. Cảm giác của chúng ta có giống nhau không? Không giống. Vì sao thiệt? Vì mỗi người đánh tốc độ không giống nhau, dùng sức mạnh yếu khác nhau, cho nên nó phản ứng cũng khác nhau. Ngài nói rồi, nhưng tùy mỗi chúng sanh mà được lợi ích. Những lý giải đó là lý giải của riêng mỗi chúng sanh, không phải lý giải của Phật. Phật không lý giải. Vì Ngài không lý giải cho nên Ngài mới có thể ứng với tất cả lý giải, khiến tất cả chúng sanh đều được giải. Tuyệt diệu.
Ý nghĩa này là gì? Tu học đừng chú trọng về lý giải. Chú trọng việc lý giải thì những gì quý vị cầu được là tri thức, không phải trí tuệ. Cho nên giáo môn nói giải tuệ, trí tuệ liền sanh. Chỉ cần có giải không thể sanh trí tuệ. Giải đến chỗ cứu cánh là không còn giải, trí tuệ đột nhiên hiện tiền. Giống như tông môn vậy, đại triệt đại ngộ. Nguyên tắc chung mà nói không tách rời khỏi giới định tuệ. Điều này quá tuyệt diệu. Đoạn trước nhất đa tương dung và quảng hiệp tự tại đều nói lên sự tương dung của tất cả pháp. Chẳng những tương dung mà còn tương tức, nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức chất. Thập môn đều nói về thật tướng của các pháp, về chân tướng của các pháp. Đây là cảnh giới hòa nghiêm, là cảnh giới của chư Phật Như Lai. Khế nhập được cảnh giới này trong tông môn chính là đại triệt đại ngộ. Ở giáo hạ gọi là đại khai viên giải. Tịnh độ tông gọi là lý nhất tâm bất loạn. Từ đó cho thấy nghĩa lý của bộ kinh này vô cùng sâu sắc. Còn sự thì sao? Sự ở ngay trước mặt chúng ta, ngay trong cuộc sống hàng ngày. Chư Phật Bồ Tát, đây là Bồ Tát Pháp Thân. Các ngài giác mà không mê. Chúng sanh trong mười pháp giới chúng ta càng không cần nói đến. Mê mà không giác, sự ở ngay trước mắt nhưng mê mà không giác. Tác dụng của giác là gì? Tác dụng của giác là sự vô ngại. Chúng ta ngày nay sự sự đều bị chướng ngại. Thật sự đã nhiều năm rồi, làm một chút việc tốt thôi mà chướng ngại trùng trùng. Đó là gì? Là mê mà không giác. Cho nên đoạn kinh văn của khoa này nghĩa là một đoạn dài nói về tập quyền môn. Đối với việc tu học của chúng ta giúp rất nhiều trong việc nâng cao cảnh giới và giác ngộ của chúng ta. Cho nên ở đoạn này chúng ta dùng nhiều thời gian nghiêm chỉnh học tập. Đại sư dẫn chứng kinh Hoa Nghiêm, chỉ cho bộ lục thập Hoa Nghiêm dịch vào đời Tấn.
Trong kinh có câu này: nhất tức thị đa, đa tức thị nhất. Ý nghĩa của câu này rất thâm sâu. Nhất là nhiệm nhất, chứ không phải là định nhất. Nhất chính là tất cả pháp, một pháp. Thế nào gọi là một pháp? Một di trần gọi là một pháp, một cộng lông cũng gọi là một pháp. Đa có nghĩa là gì? Đa là pháp giới, đa là vũ trụ. Vì sao gọi là nhất tức thị đa, đa tức thị nhất? Bởi tất cả pháp không rời tự tánh. Chúng ta học tập lâu rồi, ít nhất cũng phải có khái niệm. Tất cả pháp từ đâu mà có? Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Chúng ta nói tâm hiện, tâm đây là tự tánh. Một pháp từ tự tánh hiện ra, tất cả pháp cũng từ tự tánh hiện ra. Nó là một hay là đa? Trong cuốn Sớ Sao của Ngài Thanh Lương, đoạn dưới đây cũng dùng: hữu đại sớ dân, như kim giữ kim sắc, nhị bất tương ly. Kim là một pháp. Kim sắc cũng là một pháp. Kim ví cho thể, sắc ví cho tướng. Từ từ chúng ta sẽ hiểu được ý nghĩa này. Thể là tịch, trong tịnh độ gọi là thường tịch quang. Thể là tịch, là bất động. Tướng là quang, tịch quang. Nhị bất tương ly là thường. Vĩnh hằng bất biến. Nó khởi tác dụng. Thể có biến hóa hay không? Không. Thể biến thành hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần. Sao lại nói là không biến hóa? Biến ở đây là thức biến. Thức là vọng thức. Nó không có thật, nó là giả, là vọng. Vọng nương chân khởi. Nếu không có chân, lấy đâu ra vọng? Cho nên Đức Phật dạy chúng ta chân vọng không hai. Đây đều là chân tướng sự thật. Nếu quý vị giác ngộ, sẽ thấy vọng chính là chân. Chân không rời vọng. Sự khác biệt giữa giác và mê ở chỗ nào? Khi giác rồi, không chấp trước. Chẳng những không chấp trước mà cũng không phân biệt.
chẳng những không phân biệt mà đối với tất cả pháp không khởi tâm đồng niệm, đó là giác. Cho nên được sự lợi ích vô ngại, tự tại vô ngại. Khi mê cùng sắc, cùng tâm, cùng nhất, cùng đa, đều không được tự tại, nơi nơi đều chướng ngại. Chướng ngại từ đâu mà có? Chướng ngại từ mê mà có, từ bất giác mà có. Chúng ta phải hiểu rõ chân tướng sự thật này. Làm thế nào để nhập vào cảnh giới Hoa Nghiêm? Cảnh giới Hoa Nghiêm và cảnh giới của thế giới Tây Phương Cực Lạc không hai không khác. Nếu quý vị nhập được cảnh giới Hoa Nghiêm, giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, quý vị sẽ sanh về thật bảo tràng nghiêm độ. Quý vị không ở phương tiện độ, cũng không ở đồng cư độ, nâng cao lên rất nhiều. Việc này ngày nay có cần nghiêm chỉnh học tập hay không? Cần. Trong kinh Đức Phật dạy chúng ta, tu tập ở thế giới Ta Bà này một ngày bằng tu 100 năm ở thế giới Cực Lạc. Từ đó cho thấy, nếu chúng ta ở nơi này vào lúc này hiểu rõ được sự việc này, hiểu rõ ràng, gọi là nhìn thấu. Nhìn thấu rồi tự nhiên sẽ buông bỏ. Vì sao bây giờ không buông bỏ được? Bởi không nhìn thấu. Coi cảnh giới tướng là thật, cho ta là thật có, người cũng là thật, môi trường cũng thật, mà không biết tất cả là giả, không có thật. Cho nên trong kinh Bát Nhã, kinh Kim Cang, quý vị đã đọc rất nhiều. Quý vị xem trong kinh Kim Cang, Đức Phật dạy rõ ràng: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Thế nào gọi là pháp hữu vi? Y chánh trang nghiêm trong mười pháp giới đều là pháp hữu vi. Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác trong mười pháp giới đâu chẳng phải là pháp hữu vi. Hữu vi có nghĩa là có sanh, có diệt. Chứng được vô vi thì không còn trong mười pháp giới nữa. Ít nhất là đạt đến thật báo độ của chư Phật Như Lai. Vì sao vậy? Bởi trong kinh nói thật báo độ rất rõ ràng. Đức Phật nói nghe rất thú vị, gọi là hữu sanh vô diệt. Thường tịch quang độ bất sanh bất diệt, thật báo trang nghiêm độ hữu sanh vô diệt, thập pháp giới hữu sanh hữu diệt. Đây là nói về hiện tượng trước mắt. Quý vị cảm nhận được. Trên thực tế thì nói đến chư pháp tương tức, sanh diệt bất nhị. Mê ngộ là một,
càng giảng càng quyền. Quyền nghĩa là diệu. Đối với người sơ học ngày càng thấy khó. Không biết chư Phật Bồ Tát nói gì, chúng ta không hiểu được. Nghe không hiểu, đừng sợ, không nên hoài nghi. Chư Phật Bồ Tát nói mỗi câu mỗi chữ đều là lời chân thật. Chúng ta bị mê, không phải cảnh giới trước mặt chúng ta. Khi nào chúng ta phá mê khai ngộ thì sẽ hiểu thôi. Ví dụ trong kinh rất hay. Từ ví dụ chúng ta có thể phản phất lý giải được. Ngài dùng thủy và ba làm ví dụ. Thủy dụ cho nhật, ba là sóng dụ cho đa. Chúng ta ở Hồng Kông, Hồng Kông ở vùng bờ biển. Hồng Kông Cửu Long là một eo biển. Nước ở đây là nước biển, nước mặn. Hàng ngày chúng ta đều thấy nước và sóng, ngày nào cũng thấy. Sóng là nước, nước là sóng. Tức ở đây nói đơn giản có nghĩa chính là nước chính là sóng, sóng chính là nước. Vì sao lại dùng hai danh xưng như vậy? Hai danh xưng vì nó hiện ra tướng không giống nhau. Nước là tĩnh, khi bất động chúng ta gọi là nước. Khi nổi sóng chúng ta gọi là sóng. Sóng và nước là một, chẳng hai. Bỉ thử tương tức. Nước chính là sóng, sóng chính là nước. Bỉ thử tương tức. Nhi cát tự tại. Tuy mỗi mỗi tương tức, nhưng nước vẫn là nước. Ba vẫn là ba. Mỗi mỗi tự tại. Chính là tương tức tự tại. Trong Huyền Môn nói, dùng cái này làm ví dụ. Dụ cho cái gì? Dụ cho tất cả pháp. Ví dụ này rất dễ hiểu. Tất cả pháp tương tức tự tại, cũng giống như nước và sóng vậy. Điều này có thể chúng ta thấy khó. Chúng ta đổi một ví dụ khác xem có phải như vậy không. Khoa học ngày nay phát triển, đứng về mặt ví dụ mà nói, chúng ta càng được nhiều tư liệu hơn. Thân người ví như một người, đây là nhất. Một đoàn thể là đa. Hiệp hội Phật Đà giáo dục của chúng ta là đa. Nhiều người cùng nhau học tập là đa.
nhất ở trong đà. Trong đây có thể thấy được nhất đa tương tức. Nhất đa tự tại. Một người ở trong đoàn thể là một nhân viên trong đoàn thể. Khi nói đến đoàn thể thì có chúng ta ở trong đó. Giống như sóng và nước vậy. Đứng về phía thâm sâu mà nói, cơ thể của chúng ta là đa. Vì sao vậy? Bởi cơ thể do nhiều khí quản hợp thành. Mỗi khí quản đều độc lập riêng. Nó tự tại hợp thành một cơ thể. Cơ thể là đa. Cơ thể cũng là tự tại. Mỗi khí quản đều tự tại. Nếu dùng phương pháp khoa học này phân ra, khí quản do nhiều phân tử hợp thành. Phân tử do nguyên tử hợp thành, thế nên càng nhiều. Một cơ thể này có bao nhiêu nguyên tử? Mỗi nguyên tử là nhất. Cơ thể là đà, hợp thành một cơ thể này. Chúng ta nên biết những nguyên tố hợp thành này nguyên tử, điện tử. Thay cũ đổi mới. Nó không vĩnh hằng. Sát na, sát na, sanh diệt. Sanh diệt là mỗi cái sanh diệt. Nó không trở ngại đoàn thể. Giống như đoàn thể của chúng ta vậy. Một người đi rồi, lại thêm một người gia nhập. Giống như tổ chức trong cơ thể của chúng ta, tình trạng giống nhau. Chúng ta không cảm nhận được. Mất một tế bào cũ, lại thêm vào một tế bào mới. Trên thực tế, đúng như Đức Phật dạy, tương tức tự tại. Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy chúng ta điều gì? Là nói về chỗ cứu cánh viên mãn của khoa học và triết học. Khoa học ngày nay tiến bộ, giúp chúng ta giải quyết được rất nhiều vấn đề, chứng minh những điều trong kinh Đức Phật nói. Kinh Hoa Nghiêm nói, Đức Thế Tôn đưa ra một ví dụ, trong sớ có ghi, và cũng chính là điều trong kinh Đức Phật nói. Đại sư của Thanh Lương Đại Sư, Ngài viết rằng, chí ư bổn kinh. Trong kinh Vô Lượng Thọ có câu này không? Có. Bổn kinh Pháp Tạng Nhân Địa Phẩm. Đây là phẩm thứ tư. Có một đoạn kinh văn như vậy: Thế Tôn năng diện nhất âm thanh, hữu tình các cát tùy loại giải, hữu năng hiện nhất diệu pháp thân, phổ sự chúng sanh tùy loại kiến. Trong đây nói về hai việc.
Thứ nhất là Đức Phật thuyết pháp. Điều này quý vị đều biết. Cách nói này trong kinh điển Đại Thừa rất nhiều. Đức Phật dùng một âm thanh thuyết pháp, chúng sanh cá cá tùy loại giải. Ở đây nói Thế Tôn năng diện nhất âm thanh, hữu tình cá cá tùy loại giải, cùng một ý nghĩa. Một âm là nhất. Tất cả chúng sanh là đà. Một âm thanh này đến bên tai của mỗi chúng sanh đều biến thành âm thanh mà bản thân họ có thể hiểu được. Nếu chúng ta hỏi Đức Phật đã nói chưa? Đức Phật nói rồi. Rốt cuộc Ngài nói như thế nào? Nếu Đức Phật thật sự nói rồi, trong hội chúng, Đức Phật nói bằng ngôn ngữ nào? Ai hiểu được ngôn ngữ đó thì sẽ hiểu. Ngôn ngữ khác họ không hiểu. Quý vị nghĩ xem rốt cuộc Đức Phật nói bằng ngôn ngữ nào? Vì sao tất cả chúng sanh đều hiểu được? Cảnh giới này chư vị tổ sư gọi là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Đức Phật nói thiệt mà, không phải làm bộ nói đâu. Ai cũng hiểu được. Ngài có tự tại không? Tự tại. Người Trung Quốc nghe Đức Phật nói bằng tiếng Trung Quốc. Người Ấn Độ nghe Đức Phật nói bằng tiếng Ấn Độ. Đây chính là tương tức. Chẳng những cõi người hiểu được, mà súc sanh cũng hiểu được. Tất cả chúng sanh bất đồng không gian duy thứ đều hiểu được hết. Đó là gì? Đó là tánh đức. Trong đây hoàn toàn không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, cho nên nó viên dung, nó không có chướng ngại. Âm thanh này đi đến đâu tự nhiên sẽ biến thành âm thanh nơi đó họ hiểu được, tự động tự nhiên. Đức Phật dạy chúng ta năng lực này của Đức Phật đây không chỉ riêng một mình Ngài có, mà tất cả chúng sanh ai ai cũng có. Vì sao chúng ta ngày nay không có? Bởi chúng ta vốn không có chướng ngại, mà tự làm chướng ngại. Nên chẳng có cách nào. Tự mình gây nên chướng ngại gì? Vọng tưởng phân biệt chấp trước do chính mình tạo nên. Nhưng thứ này trong tự tánh vốn không có. Chỉ cần rời vọng tưởng phân biệt chấp trước, quý vị sẽ hoàn toàn thấy được chư pháp tương tức tự tại. Trước nói về tương dung, hỗ tương bao dung. Ở đây nói càng thân thiết hơn, nói chính là không hề có một chút phân biệt nào. Sau đó chúng ta mới hốt nhiên đại ngộ. Vì sao Bồ Tát tu tập muốn khai ngộ, muốn kiến tánh?
Thập quyền chính là tánh đức viên mãn hiển lộ. Chúng ta thấy rồi, vô cùng ngưỡng mộ, cũng muốn nhập vào cảnh giới đó. Nhập được không? Được. Nếu không được thì Đức Phật đã không dạy chúng ta. Làm thế nào mới có thể được? Buông bỏ là được. Buông bỏ kiến tư phiền não là tiểu ngộ. Vừa nhập môn. Buông bỏ phân biệt là đại ngộ. Buông bỏ vọng tưởng là triệt ngộ, là nhập được cảnh giới rồi. Không buông bỏ thì không được đâu. Buông bỏ khó đấy. Khó chỗ nào? Thứ nhất, tập khí phiền não của mình quá nặng. Tập khí phiền não từ vô thị kiếp. Thứ hai là hoàn cảnh trước mắt chúng ta cám dỗ quá nhiều, sức mạnh của sự cám dỗ quá lớn. Người thường không vượt qua được. Quý vị có thể không bị dụ dỗ chăng? Môi trường học Phật ngày xưa hay hơn ngày nay. Một trăm năm về trước, khi khoa học kỹ nghệ mới manh nha, chưa có sức cám dỗ lớn như vậy. Một trăm năm khoa học kỹ nghệ này đúng là tiếng dung dục, ngày càng đổi mới, muôn màu muôn vẻ. Nó nhiễu loạn lục căn của chúng ta. Đây chính là thời đại chúng ta đang sống. Nếu không có thiện căn sâu dày, quý vị học Phật có thể thành tựu được chăng? Trong kinh Đức Phật dạy, chư vị tổ sư cũng nói rất nhiều. Các ngài nói đều là lời chân thật. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, nhưng không độ được chúng sanh thời nay. Chẳng phải pháp môn có vấn đề, mà căn tánh chúng sanh có vấn đề. Căn tánh của chúng sanh chúng ta dùng một câu để tóm lại: nghiệp chướng quá nặng. Kinh giáo của tất cả pháp môn đều không có hiệu quả, giống như bị bệnh nặng, không dùng thuốc được. Chỉ có một con đường. Con đường này chính là lão thật niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Con đường này cũng phải buông bỏ. Nếu không buông bỏ thì phương pháp này không thể thành tựu được. Nhưng pháp môn này điều kiện dễ dàng hơn những pháp môn khác. Tám vạn bốn ngàn pháp môn khác đều phải đoạn phiền não mới có thể thành tựu. Pháp môn này không cần đoạn phiền não, chỉ cần hàng phục được phiền não là thành tựu. Hàng phục dễ hơn đoạn nhiều. Hàng phục điều gì? Bản thân có quyết tâm. Tôi tránh tất cả.
ít tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài. Đây là phương pháp rất hay. Tiếp xúc chẳng thể không bị ảnh hưởng. Ít tiếp xúc tốt, tiếp xúc nhiều với chư Phật Bồ Tát. Chư Phật Bồ Tát ở đâu vậy? Kim Vô Lượng Thọ, Kim Di Đà chính là chư Phật Bồ Tát. Luôn luôn giữ lấy, tuyệt đối không để lãng quên. Chân thành, cung kính. Thấy kinh Phật cũng giống như thấy được Đức Phật A-di-đà vậy. Nhìn thấy tượng Đức Phật A-di-đà, bất luận là tượng đắp hay tượng vẽ, cũng giống như thấy được Đức Phật A-di-đà thiệt vậy. Không xa lìa. Trong đời này chúng ta mới có thể thoát ly luân hồi. Thật sự phải biết được nỗi khổ của luân hồi, phải nhìn thấu thế giới. Thế giới này có vui không? Có, nhưng không có thiệt, nó là giả. Quý vị có thể hưởng thụ niềm vui của thế gian này, thời gian vô cùng ngắn ngủi. Kiếp sau ra sao? Kiếp sau đọa vào tam đồ, không thể thoát ly lục đạo luân hồi, khổ lắm. Trong kinh thường hình dung lục đạo là biển khổ. Biển khổ không bờ, quay đầu là biển. Cho nên phải nhìn thấu thế giới này. Thế giới này chỉ có khổ không có lạc. Lạc là gì? Lạc là hoại khổ. Đạo Phật chia khổ thành ba loại: khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Phải nhận biết ba loại khổ này một cách rõ ràng. Sau khi chúng ta nhận biết rõ ràng rồi, tự nhiên muốn tìm chân lạc, tìm vĩnh lạc. Tìm về Tây Phương Tịnh Độ, đó chính là chân lạc, là vĩnh lạc. Quý vị thật sự nhìn thấu, công phu tu tịnh độ của quý vị sẽ đắc lực. Không nhìn thấu mà còn lưu luyến nơi này, thì đời này chỉ có thể nói là kết thiện duyên với Đức Phật A-di-đà mà thôi, không thể giảng sanh được. Nếu chúng ta đến được thế giới cực lạc, cảnh giới này sẽ hiện tiền. Nhất âm thuyết pháp giống như chư Phật Như Lai vậy. Tất cả chúng sanh đều không chướng ngại. Tương dung tương tức. Dưới đây nói: hữu năng hiện nhất diệu sắc thân, phổ sử chúng sanh tùy loại kiến. Diệu âm, sắc âm. Lại nói rằng nhất thân trung nhất thiết thân. Nhất thân là gì? Phật có ba thân, Đức Phật có ba thân,
thì chúng ta cũng có ba thân. Đức Phật có 10 thân, chúng ta cũng có 10 thân. Chúng ta không hề kém Đức Phật một điều gì. Ngài có gì, chúng ta cũng có cái đó. Tuy ta có đầy đủ, nhưng ta có chướng ngại, nên không hiển lộ, chứ chẳng phải không có. Chúng ta bỏ được chướng ngại thì nó sẽ hiển lộ. Trong kinh thường nói, mười phương ba đời Phật cộng đồng một pháp thân. Nhất là pháp thân. Đa là tất cả thân. Tất cả thân là ứng hóa thân. Ứng hóa thân hiện cách nào? Chúng sanh có cảm, tự nhiên sẽ hiện tiền. Hiện y, hiện chánh. Y chánh đều hiện. Tất cả thân. Biện pháp giới ứng hóa thân. Tất cả là một. Một là tất cả. Những năm gần đây, giới tôn giáo cũng giác ngộ rồi, đoàn kết rồi. Cũng có nghĩa là duyên đã thành thục. Duyên gì vậy? Quả địa cầu bị bệnh. Có địa cầu có nguy cơ. Bất luận quý vị thuộc tôn giáo nào, quý vị cũng không rời quả địa cầu. Quả địa cầu bị bệnh, mọi người phải cứu nó. Cho nên họ có thể hợp tác. Ngày nay chúng ta nói về đa nguyên văn hóa. Một chính là một tôn giáo. Tất cả nghĩa là tất cả tôn giáo. Tất cả tôn giáo nghĩa là một tôn giáo. Một tôn giáo nghĩa là tất cả tôn giáo. Tôn giáo cũng là tương tức tự tại. Đa nguyên văn hóa. Trên thực tế, khái niệm này ở Trung Quốc ít nhất đã thực hiện hơn 1.000 năm về trước rồi. Ngày nay chúng ta nhắc đến nền văn hóa truyền thống của Trung Quốc, quý vị sẽ nghĩ ngay đến ba đạo Thích Đạo Nho. Nho là nhất, đạo là nhất, Phật cũng là nhất. Ba là đa. Một tức là ba, ba tức là một. Nhất đa bất nhị. Cho nên ngày nay chúng ta mới thấy trên hình tướng thật sự có ba. Hình tướng không giống nhau, nhưng về mặt giáo dục, về cảnh giới thì ba đạo tương tức. Người thật học họ học đạo Nho,
đọc kinh Phật, học lão tràng, họ học hết. Người học đạo, các vị đạo trưởng, họ học tứ thư ngũ kinh, học kinh Phật, họ thông hết. Người học Phật vào thời xưa chắc chắn lấy tứ thư ngũ kinh làm nền tảng, lấy lão tử trang tử làm nền tảng, mới có thể nhập đại thừa. Đặc biệt sau đường triều Trung Diệp, người học Phật không còn học tiểu thừa nữa, dùng Nho và Đạo thay thế cho tiểu thừa. Cho nên chúng ta thấy hình như bia đá ở chùa Thiếu Lâm, Hỗn Nguyên Tam Giáo Cửu Lưu Thụ Tạng, Tam Giáo Cửu Lưu là một nhà. Đúng vậy. Ngày nay giới tôn giáo giác ngộ rồi, cho nên Tam Giáo Cửu Lưu là một nhà. Bức tranh này nên in nhiều ra, tặng cho mọi người. Tương truyền rằng vào đời Đường Túc Tông, Túc Tông là con Đường Minh Hoàng, cách chúng ta ngày nay khoảng 1500 năm. Người Trung Quốc đã thực hành đa nguyên văn hóa rồi. Nói đến đa nguyên văn hóa, người xưa là lão tổ tông đấy. Cho nên đất nước Trung Quốc 5.000 năm lịch sử, bản đồ lớn như thế, dân tộc nhiều như thế, nhân khẩu đông như thế, mấy ngàn năm rồi trường trị cửu an là nhờ vào đâu? Nhờ vào đa nguyên văn hóa, không phải một đạo độc quyền mà bình đẳng. Mỗi đạo đều là số một, Phật là số một, Nho là số một, Đạo cũng là số một. Nếu như họ không thể tương dung tương tức, thì sẽ có số 1, số 2, số 3. Tương tức tương dung, mỗi đạo đều là số 1, không có số 2. Nhất định chúng ta phải hiểu đạo lý này. Vì sao vậy? Bởi mỗi đạo đều là số 1. Là xưng tánh. Trong đây có ý nghĩa rất thâm sâu. Trong tất cả pháp, một là tất cả là một. Trong một vi trần có tin tức của cả vũ trụ. Đó là đa. Một vi trần có hiện tượng của cả vũ trụ. Hà cải chứa núi tu gì? Đây là ví dụ trong kinh Đức Phật thường nói. Hà cải cũng gần giống như hạt mè vậy. Có thể dung chứa được núi tu gì? Đức Phật thường đưa ra ví dụ này. Trên thực tế chúng ta thấy trong kinh Hoa Nghiêm, một vi trần có đại thiên thế giới tương tức đấy. Tất cả vi trần đều như vậy. Cho nên nói rằng nhất tức thì đa, đa tức thì nhất, đều nói về chân tướng sự thật. Vì sao vậy?
Bởi một di trần là tự tánh, tất cả sát độ cũng là tự tánh. Tâm hiện thức biến, xưng tánh là trong tự tánh không có lớn nhỏ, trong tự tánh không có trước sau. Phát sinh vũ trụ này khi nào? Một niệm ngay đây. Không có trước sau. Cách nói này thật khó hiểu. Nhưng ngày nay chúng ta chẳng thể không biết ơn các nhà khoa học thời cận đại, đặc biệt là lượng tử lực học, đã giúp chúng ta rất nhiều. Những điều khoa học và lượng tử nói gần giống thập quyền môn. Khác biệt ở chỗ họ không nói đến tánh, không nói đến tự tánh. Chúng ta nói đến Đại Thừa Duy Thức Tông, các vị đại sư của Duy Thức. Quý vị xem khẩu khí của họ. Duy là duy tộc. Trong vũ trụ có gì? Chỉ có thức. Ngoài thức ra không có gì nữa, gọi là duy thức. Thức là gì? Thức là năng biến. Tất cả vạn pháp là sở biến. Năng sở không hai. Năng sở là một. Sở biến là giả, năng biến là chân. Cho nên họ nói về duy thức. Duy thức chính là tam tế tướng của A Lại Gia. Các nhà khoa học phát hiện được nghiệp tướng. Nghiệp tướng là gì? Nghiệp tướng là hiện tượng ba đồng, là năng lượng. Chuyển tướng chính là tin tức. Tám thức và 51 món tâm sở đều có tin tức. Cảnh giới tướng là vật chất. Tâm vật nhất nguyên, không thể tách rời. Bồ Tát Di Lặc nói, trong một khẩy ngón tay có 32 ức bá thiên niệm. Đó là năng lượng. Niệm niệm thành hình, hình đều có thức. Lượng tử lực học ngày nay phát minh không phải giả đâu. Pháp tướng tâm thì nói rõ ràng hơn. Phải chuyển A Lại Gia thành Đại Viên Cảnh Trí. Đó là chuyển tánh, chuyển tám thức thành bốn trí. Nếu các nhà lượng tử lực học biết cách chuyển tám thức thành bốn trí, họ sẽ thành Phật.